Đây có bạn kia bạn ấy hỏi nhá, bạn Julie Star kia thì mình có thể bổ sung thêm nhé. Ok, đầu tiên buổi sáng vào game đây gọi là chúng ta làm cái gì một ngày nhé, làm cái gì một ngày. Đầu tiên buổi sáng vào game, ví dụ thôi, ví dụ buổi sáng vào game đi, thì việc đầu tiên của bạn làm gì biết không? Đấy, đầu tiên là phải tu luyện, đúng rồi, lên tu luyện. Rồi tu luyện xong ấy thì đánh hư không huyễn cảnh đấy nha. Tiếp đến ấy thì là buổi trưa chúng ta có cờ và lô lan tầm bảo nha, bốn cái rồi. Tiếp nữa này thì trong những khoảng thời gian chúng ta có thể săn boss mã, ví dụ như là boss võ gì ấy là 10:30, boss thương sơn là 11:30, mà thôi hình như là ở game này nó chưa mở nhưng mà thôi cứ kể luôn. Đấy, 12:30 trưa là boss cóc, 1:30 thì là boss thảo nguyên. Đấy, chiều là 15:30 là boss võ gì. Đấy, xong là 6 giờ là boss thương sơn, à 18 giờ tối boss thương sơn, à 18:30 boss thảo nguyên, 19:30 là cóc, 19:45 là boss võ gì. Xong đến là 21:30 thì lại là cóc, xong 22:30 thì lại là boss thảo nguyên, xong 23:30 thì lại là boss thương sơn, xong là 0:30 đêm thì nó lại là boss võ gì. Đấy, xong là đến 1:30 thì là boss thảo nguyên, xong là 2:30 boss thiên sơn, xong là kết thúc là boss cóc mở luôn. 3 giờ sáng, 3:30 sáng. Tiếp này thì nước cái chúng ta phải làm cái này là quy 123 Tô Châu này đang có sự kiện đúng không, với lại kiếm phải bông bún gần năm đi quy lâu lan để chúng ta kiếm cái huyền đạo ngọc làm mai hoa tiêu, đi yến tự ổ để kiếm thần minh phù. Đấy, rồi là như bạn kia bạn ấy nói đấy, sau này là còn đi gọi là thiếu thất sơn binh thánh kỳ trận tứ tuyệt trang để kiếm võ hồn đan, kiếm thần minh phù 3. Đấy, rồi là kiếm ấn, đấy, kiếm mảnh ghép skin tiến cấp. Tiếp nữa này, đấy, đi khiêu chiến PvP, mẹ sơ chiến PvP để kiếm ngọc năm, đúng không? Đó, thế còn những cái phó bản khác, ví dụ như ác tặc ác bá vừa kể chưa nhỉ? À, thế kể rồi thì thôi, mà kể rồi thì tiếp nhé. Còn nữa này, ví dụ như là nó ra boss của Lôn Sơn này, ra Tống Kim này, đó, rồi còn cái gì nữa ạ? Boss Kính Hồ ở game này thì không có gì, anh chỉ săn thôi. Còn cái gì nữa ta? À, chưa kể đấy là còn thời gian bỏ ra để mà chế đồ nữa, đó, đúng không? Thời gian mà chế đồ, còn thời gian mà đi trai lấy kinh nghiệm về đổi linh hồn tới phế lục nữa. Đấy, thời gian mà đi chạy trừng ác, chạy lấy bảo tàng đồ, xong thời gian để mà chạy mát tặc nữa. Đấy, đúng không? Vân vân và mây mây. Trời ơi, thật công gọi là bách nhè luôn. Còn gì nữa các ông kể thêm nhé. Tôi hiện tại tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Đúng không? Đúng rồi, SFS nữa rồi. Còn thời gian VK nữa. Đấy. Nói chung là biết nhè luôn, thật công này gọi là chơi không hết thời gian luôn ấy. Pet pet nữa, ừ đấy đấy, vừa bảo rồi. Còn cái gì thì các ông kể thêm nhé. Đấy, còn chưa kể là trai ám ám khí nữa đúng không? Ừ, đấy, trời quá nhiều việc phải làm. May là cái game này nó còn trai cấp còn nhanh ấy. Còn nếu mà cái game này nó trai cấp kiểu cù nhầy ấy, còn ông còn trai đến mùa quýt thì mới lên được 119. Ờ đấy, còn đi thủy lao nữa, treo 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 bán vòng khóa nữa. Đó đúng không? Đấy, nôm na như thế nhá. Đấy, nhiều anh em hỏi là một ngày làm cái gì thì các ông cứ làm hết bấy nhiêu cái đi. Làm hết bấy nhiêu cái là bét nhè luôn. À, chưa kể là sau này còn trai tử vong cốc này. Bây giờ nó chưa mở thôi. Tử vong cốc nãy kể chưa nhỉ? Hơn hôm nay là thế nhỉ? Như thế là đã có là nó câu cái cả ngày rồi. Ok anh em.